Xin chào mọi người nhá. Mọi người ơi, hôm nay mình sẽ quay giới thiệu cho các bạn mũ nhựa khoét lỗ chân vàng bên mình cho các bạn xem nhá. Đây. Đây là vỏ lòng nhựa nhá. Nó chỉ là bóng dễ dàng lau chùi khi bẩn nhá các bạn. Hiện tại thì mình có sẵn 5 màu nhá. Đây, chân vàng này. Khung chân vàng rất chi bóng và đẹp. Nhiều bạn thích chân vàng thì có thể cân nhắc mua bộ này nhá. Cái này là ghế trang điểm này, ghế quầy bao hoặc là ghế quầy thu ngân nhá các bạn. Thì các bạn có thể xoay được 360 độ nhá. Và nâng lên hạ xuống từ 60 đến 80 cm nhé các bạn. Cái này có video hướng dẫn lắp đặt rồi, rất chi là dễ thôi. Bên mình bảo hàng rất kỹ nên là các bạn ở xa mua hàng cứ yên tâm nhé. Thôi mình quay qua sản phẩm một đoạn nữa thôi. Các bạn còn hỗ trợ gì thì cứ inbox cho shop nhé. Mình cảm ơn các bạn.